Núi rừng thật đẹp làm sao? Buôn làng mình ở xa xa kia thật đẹp làm sao? Dòi ngoan, tao biết mày sẽ ở ngay dưới đây đỡ tao mà. Bây giờ mày hãy bẻ những cành cây khô kia xuống để tao lấy củi về đun nấu nha. Củi đã buộc chặt, ruồi đã đầy rau quả, chúng ta về làng thôi. Chó con, mày thoát nạn rồi. Từ nay mày đừng chọc giận hổ dữ nha, nó sẽ ăn thịt mày đó. Tạm biệt mày nha, chó con. Mày nhanh chạy về với đàn của mày đi, cha mẹ của mày đang chờ mày đó. Mày không có đàn hay cha mẹ sao? Vậy mày cũng giống tao rồi. Mày có thể theo tao về buôn làng làm bạn, ở đó mọi người tốt lắm, không ai làm hại mày đâu. Được rồi, được rồi, tụi mình về làng thôi.